Chào các bạn, chào các bạn yêu tử vi Tối nay chúng ta lại trở về với cái phần trả lời câu hỏi Thì bạn đầu tiên sẽ là một bạn nam Bạn này cho cái ngày là ngày 27 tháng 8 năm 1989 Đó là dương lịch Âm lịch của bạn này là ngày 27 tháng 7 năm kỷ tỵ Bạn này cho cái giờ là giờ dậu là khoảng 18 giờ 30 thì khi chúng ta nghe giờ dậu rồi chúng ta biết ngay cái bạn trai này là người thân cư thiên di. Thì những người thân cư thiên di là những cái người mà họ không có lạ lẫm gì với cái môi trường bên ngoài. Họ là những cái người rất có duyên khi ra ngoài. Họ là người rất là giỏi, ứng xử khéo léo, xã giao là những người thân cư thiên di họ rất rất hay về những cái mặt đó và kế tiếp thì cung mệnh bạn này nằm ở cung hợi ừ. thì bây giờ mình sẽ nói những cái tính chất nó hơi khác một chút xíu thì nhìn vào cái lá số tử vi nó có 12 cái cung 12 ô thì mỗi ô như vậy nó có cái âm dương khác nhau có ngũ hành khác nhau đó thì nó nói lên đại biểu một số tính chất đặc biệt của nó thì ở đây mình lấy ví dụ bạn này là cung hợi là cung cung thủy thì trong tử vi cái cung hợi này nó gọi là cái đất thập nhị trưởng sinh có nghĩa đây là đức thuộc hành thủy Mà cũng là cái đức trưởng sinh ra cái cái hành thủy đó Cho nên cái hành thủy đây nó rất là mạnh Mà nó thuộc dạng âm thủy nữa Cho nên những cái người mà được cung mệnh mình Được nằm trên cái cung hợi này Là cái người ông trời ông phú cho mình Là cái người có cái tính rất là đa sầu, đa cảm Là một người có cái sức tưởng tượng rất là phong phú mình lại có cái tinh thần hy sinh phụng sự cho cuộc đời đó cho nên đó là lý do tại sao mà các bạn mới thấy mấy người giống như là mấy cái nghề như là mục sư là một nè thầy giáo diễn viên nhà âm nhạc chiết gia tư tưởng gia những cái nghề nhạc những cái người họ làm những cái nghề như vậy thường là cung mệnh của họ nằm ở cung hội đó tại vì họ hay hy sinh cho cuộc đời họ hay cống hiến những cái tài năng đó bởi vì những người mà nằm ở cung hội là được trời phú cho một cái gọi là một cái tài nghệ đặc biệt À, thì bây giờ mình lấy thêm một cái ví dụ nữa là cái ông uh, tỷ phú Bill Gates thì các bạn cũng ai cũng biết ông đó là coi như những người một trong những người giàu nhất thế giới mà ông ta lại là những người làm từ thiện nhiều nhất thế giới chưa có một cái nhà tài phiệt nào chưa có một cái nhà gọi là tỷ phú nào trên thế giới mà làm từ thiện qua ông Bill Gates hết thì cái đó cũng nói lên một phần là bởi vì mệnh của ông ta nằm ở cung hợi Và kế tiếp thì giờ mình trở lại với cái cung mệnh của bạn này Thì cung mệnh của bạn này có con sao vũ khúc phá quân, có hóa lộc có thiên mã, có đường phù, phong cáo, hỷ thần, thiên hư, tuế phá Thân mình thì là thân cư thiên di Có thiên tướng, phượng các giải thần, đà la, lực sĩ, thái tuế Thì đây rõ ràng là cái người mà nó hơi bất nhất với nhau Có nghĩa là suy nghĩ và hành động lúc nào cũng hơi hơi chán ngược nhau nhưng mà với hành động ra ngoài trường đời ra xã hội thì bạn này vẫn là chánh nhân quân tử vẫn làm việc theo lẽ phải vẫn làm việc theo đúng cái lương tâm và làm việc theo đúng cái đám đông à, thì đó là những cái người mà thân mình thì là là thái tuế mà mệnh mình thì là tuế phá nhưng mà dù gì đi nữa thì cái bộ tuế hư mà nó nằm ngay tại mệnh thì em cũng có cái tính là nó cũng hơi thiết thực là một cái nóng vội là cái thứ hai không chịu ngồi yên là cái thứ ba bởi vì mệnh mình là đứng bốn cái cung dịch mã mình, mình lại ôm luôn con thiên mã nằm ở đây <laughs> mà thiên mã gặp tuần thì lúc này con thiên mã nó không còn là hành thủy nữa mà nó sẽ là hành mộc nó rất là hợp với cái bản mệnh của mình cho nên bạn này có cái tính là làm việc là đến cùng luôn không bao giờ bỏ cuộc đâu đây là cái sơ về cung mệnh của bạn này nhé thì em hỏi chị những câu hỏi sau đây đầu tiên em hỏi về công danh sự nghiệp phu thê tử tức và nên phấn đấu theo con đường quan chức hay là mở phòng khám riêng và nếu muốn kinh doanh nữa thì sẽ kinh doanh những cái ngành nghề gì thì đầu tiên em nhìn vào cung quan lộc của em em có tử tham có hóa quyền có thiên hình điếu khách sông hao cung tài bạch của em thì có liêm chinh thức xác kình dương linh tinh thiên riêu tan môn quang phù mệnh mình thì ăn luôn cái bộ phong cáo hỷ thần thiên mã đó thì đây là những cái bộ nó gọi là rất hợp cách với ngành y đầu tiên nha tại vì những cái bộ mà riêu y hình khách như thế này đó là những cái bộ làm về ngành y thì rất là chuẩn các bạn mà yêu tử vi để ý nếu mà con cháu chúng ta mà đang muốn định hướng làm học ngành nghề gì mà có những cái bộ sao giống như cái bạn trai này á, thì nên hướng nó vào ngành y đầu tiên. Là tại vì nếu mà nó học với ngành khác á, thì rất là có khả năng sau này nó sẽ dứt rất là dễ bị hình thương. Có nghĩa là những cái ngành nghề nào mà về giao kéo không không nhất khoát phải học cái ngành giống như là bác sĩ ngoại khoa có thể học những cái ngành về nha khoa cũng được những cái ngành gì mà nó dùng giao kéo nhiều thì thì coi như là ứng ứng với cái số thì giống như là mình đã được giải số thì những con sao này nó sẽ phò cho mình mình sẽ là một bác sĩ mà coi như là chuẩn bệnh rất là hay rất là giỏi rất là mát tay còn nếu như mình không học cái ngành đó mình qua cái ngành khác thì bản thân của mình dễ bị giao kéo nó dính vào người mình đó cái đó là cái cách mà giải số ở trong cái cái phần tử vi các bạn nghiệm lý cứ xem có đúng không kế tiếp nữa là em có cái bộ tử tham nằm cung mão dậu mà cái bộ liêm sát nằm cung tài như thế này thì trong 51 cách cục cơ bản trong tử vi á, thì đây nó gọi là cách cục hùng tú kiền nguyên hùng tú kiền nguyên có nghĩa là cái cách mà gọi là phú cách á, đại phú là giàu giàu nhưng mà riêng cái cục này á, thì nó không bao giờ nó phát triển ngay lúc mà em còn trẻ À, nó em phải trải qua một cái thời gian rất là gian khổ Phải tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tiền bạc Rồi sau này mới thành hùng tú kiền nguyên được Chứ không bao giờ mà em phát ngay lúc còn trẻ Cho nên đây là cái lá số tốt Nhưng mà chị nhắc một điều này là Trong cái cung tài của em á, Nó có cái bộ kình dương linh tinh Tan hổ như thế này á, Là tránh cái sự tham ô à, Nếu có là rất là dễ dính tới hình pháp em nha còn trả lời cho em nếu mà em làm nghề kinh doanh em làm gì á, thì cái bộ tử tham này nè nó nói nên là mình có thể kinh doanh những cái nghề có tính hưởng thụ có tính tiêu dùng những cái nghề tự do buôn bán những cái đồ giống như mỹ thuật á, thì em rất là hay đó là trả lời những câu hỏi về sự nghiệp của em kế tiếp là trả lời cung phu thê thì cung phu thê của mình á là nằm trong cái cung dậu tị dậu sủ là hành kim Long Trì, Thiên Quang, Lưu Niên, Văn Tinh, Phá Toái, Sông Hao nằm ở đây Thì nó có những cái điều như thế này Nếu mà em gặp những cái điều này rồi thì vợ chồng em sẽ sống tốt Đầu tiên là mình lấy vợ trẻ Thứ hai là lúc mà mình làm cái hôn lễ đám cưới của mình Mình không có làm hết những cái nghi lễ chính thức Có nghĩa là mình làm một phần thôi nhưng mình không có làm hết Thì cái đó nó rất có ứng số của em đó. Mà vợ của mình đó nha thì là một người rất là rất là giỏi buôn bán Và cái đầu tiên cái thứ hai nữa là cô này rất là điệu nghệ. <laughs> một người cũng là khá gọi là có có ai ừ, thì đây là cái cái cung cái cung vợ của em mà một người cũng rất là tính tâm vừa biết chơi, vừa biết xài, vừa biết buôn bán mà lại là một người cũng rất thích về tâm linh đó là cái cái, cái cô vợ của em là như vậy. Kế tiếp nữa là cái cung con tự tức của mình thì tử tức và cung thê của mình đều vô chính diệu hết mà gặp triệt thì gặp triệt là tốt đó là lý do tại sao mẹ em vẫn lập gia đình và vẫn có con được chứ cái cung này nó rất là khó tại vì nếu mà nó không gặp triệt ở đây thì những cái bộ uh, cô thần không kiếp nằm ở đây phục binh đó là mình rất là dễ dễ là không có con nhưng mà ở đây sẽ có là tại vì nó gặp triệt rồi à, thì đầu tiên cái bộ này mà cơ âm nó chiếu qua như thế này có ân quang thiên quý nè thì em sẽ có nhiều gái mà ít con trai nha và những cái những cái năm như thế này là em để ý em viết xuống những cái năm mà tiểu hạn hoặc là lưu đại hạn đi đến những cái ô đầu tiên là ô ô dần cung dần á là cái cung điền trạch mà có thái thái âm với thiên cơ là một thứ hai là cung thân là cung tử tức luôn nha và cái cung mà có con sao thiên đồng là cung tốt thiên lương là cung cung tử ách chị nói lại nha những cái ô đi qua cung tự ách cung điền trạch, cung huynh đệ và cung tử tức là những cái ô đó em có khả năng rất lớn sẽ có con. Đó là những cái những cái năm then chốt của mình. Đó, thì ở đây chị sẽ nói những cái năm kế tiếp cho em. Bây giờ là em 26 tuổi âm, đang đứng trong cái cung thê thiếp. Năm nay là em 31 tuổi, tại vì 26 tới 36 thì mình nằm trong cái đại hạn này. Thì 31 tuổi là năm nay của em là tuổi âm, thì em rớt vào cái cung phúc đức là năm nay. À, năm nay là có thị phi nhiều nha có nhiều xung đột phải cẩn thận năm nay nhưng mà thôi năm nay gần qua rồi thì bây giờ mình nói năm sau đi thì cái năm sau của em là về sự nghiệp rất tốt nếu mà em muốn đổi kinh doanh muốn mở phòng khám muốn làm cái gì thì năm sau là cái năm nên làm tại vì em còn trong cái đại hạn đại hạn thái tuế của em sẽ thành công và cái năm 34 tuổi có khả năng vợ chồng em sẽ có thêm một đứa con nữa đó, thì chị chúc mừng cho em nghe nó có con rất là vui ha chị cũng rất là thích con nít nha rồi cuối cùng thì chị chúc cho em được nhiều hạnh phúc vui vẻ những cái năm kế tiếp của em là những bước đường thành công à, và tại vì mình đang trong hạn thái tuế mà thì mình sẽ luôn luôn có những cái uh, lo lắng nó không bao giờ để cho mình ngồi yên nó luôn luôn cảm thấy hối thúc mình phải làm cái gì đó trong cuộc đời của mình thì đây là những cái năm của em và em sẽ phát triển rất là tốt cuối cùng thì chúc cho em được nhiều uh, thuận lợi có gì em báo tin vui cho chị rồi chào em